Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bản tin Tuổi trẻ Nghệ An tháng 5 của Tỉnh đoàn Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức giải bóng đá thanh niên Nghệ An tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2018. Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức hội thi Dung Chuông Vàng tìm hiểu về an toàn giao thông trong khối trung học cơ sở tại huyện Yên Thành và Tân Kỳ. Hội thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và phát động tuyên truyền phòng chống đuối nước năm 2018. 218 thí sinh tham gia hội thi tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 24 năm 2018. Hơn 500 y bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện với sức khỏe cộng đồng năm 2018. Hội thi chỉ huy đội giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2017-2018. Các cơ sở đoàn sôi nổi tổ chức hoạt động kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018 và ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2018. Các cấp bộ đoàn hội trong toàn tỉnh đã thực hiện công tác tuyên truyền chống đuối nước ngày năm 2018. Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức thành công giải bóng đá thanh niên Nghệ An tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2018. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tạo sân chơi bổ ích cho tuổi trẻ Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội, có dịp giao lưu, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức giải bóng đá thanh niên Nghệ An tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2018. Tham gia giải đấu có 15 đội bóng đến từ các huyện thành thị với 375 cầu thủ. Kết thúc giải đấu, đội FC Anh Sơn đã lên ngôi vô địch, về nhì là đội FC Tân Kỳ, đứng thứ ba là đội FC Hoàng Mai. Ban tổ chức cũng đã trao một số giải phụ khác. Tổng giá trị giải thưởng là 25 triệu đồng. Thông qua giải bóng này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban tổ chức đã huy động được 150 triệu đồng để xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa và 5 sân chơi cho thiếu nhi sẽ được khởi công trong tháng 6 năm 2018. Đã trao tặng 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó đang học tập tại Hà Nội và nhiều sách vở được trao tặng cho học sinh tại Nghệ An trị giá 20 triệu đồng. Ban tổ chức giải cũng đã nhận được nhiều sự đồng hành của các tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức cũng như tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong hai ngày 8 và 11 tháng 5, tỉnh đoàn đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện Yên Thành, Tân Kỳ tổ chức hội thi Dung Chuông Vàng tìm hiểu về an toàn giao thông trong khối trung học cơ sở tại hai huyện Yên Thành và Tân Kỳ. Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trung học cơ sở được tổ chức dưới hình thức Dung Chuông Vàng, diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng với sự tham gia của các thí sinh đến từ các trường trên địa bàn huyện. Với nội dung các câu hỏi liên quan đến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các quy định về việc sử dụng các loại phương tiện xe đạp điện, xe máy điện, cũng như tác hại, hậu quả của tai nạn giao thông đối với mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội. Hội thi được tổ chức nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, từng bước thay đổi nhận thức và hành vi, nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng đến một xã hội trật tự, kỷ cương và an toàn. Tại đây, các em học sinh cũng đã được xem những tiểu phẩm và nghe truyền thông về trật tự an toàn giao thông qua phần giao lưu với khán giả. Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2018, tại trường trung học cơ sở Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh đã tổ chức hội thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam và phát động tuyên truyền phòng chống đuối nước năm 2018. Bằng hình thức sân khấu hóa và trả lời các kiến thức về lịch sử, hội thi có sự tham gia của 4 đội tuyển với 20 thành viên tranh tài ở 4 nội dung, tập trung vào kiến thức về những sự kiện, nhân vật, địa danh lịch sử của đất nước nói chung và thị xã Cửa Lò nói riêng. Những sự kiện tiêu biểu, những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi gắn với lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, một số kiến thức về biển đảo Việt Nam. Các em đã mang đến hội thi những hiểu biết của mình về truyền thống của quê hương dân tộc và những màn tranh tài gây cấn, hấp dẫn, để lại nhiều tiếng cười, bài học quý giá. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba khuyến khích và ba giải phụ cho các đội thi. Dịp này, ban tổ chức cũng đã phát động tuyên truyền phòng chống đuối nước năm 2018 và trao 40 áo phao cho các thanh thiếu nhi trên địa bàn. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 24 năm 2018. Trước đó, hơn 2.100 thí sinh tham gia vòng sơ loại cấp huyện.
hội thi cấp tỉnh đã quy tụ 218 em học sinh tham gia ở cả hai phần thi kiến thức, kỹ năng và phần thi phần mềm sáng tạo. Hội thi năm nay đã thể hiện được cả chiều sâu lẫn chiều rộng, khẳng định được phong trào say mê học tập tin học và ứng dụng công nghệ thông tin của các em học sinh. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 39 giải khuyến khích, đồng thời chọn được 4 thí sinh đạt kết quả cao nhất của các khối thi để tham dự hội thi toàn quốc sẽ được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào đầu tháng 8 năm 2018. Ngày 13 tháng 5, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức Ngày Hội Thầy Thuốc Trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 tại huyện Diễn Châu. Ngày hội đã thu hút sự tham gia của hơn 500 y bác sĩ trẻ tình nguyện. Tại ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động đồng loạt như khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho 5.000 học sinh tại các trường mầm non tiểu học, phát hơn 10.000 suất cháo, cơm miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Chương trình hiến máu tình nguyện thu được 528 đơn vị máu. Ngoài ra, các hoạt động tập huấn phòng tránh tai nạn thương tích, sơ cấp cứu cơ bản, tuyên truyền phòng chống đuối nước, tổ chức xử lý, khử trùng nguồn nước cho người dân cũng được diễn ra. Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, xung kích tình nguyện của cán bộ, hội viên, thanh niên, đội ngũ thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An, chung sức giúp đỡ, chăm lo sức khỏe cộng đồng, vì an sinh xã hội đã tạo được dư luận tốt trong người dân, được các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao. Cùng ngày, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Hội Thầy Thuốc Trẻ làm theo lời Bác. Ngày 13 tháng 5, tỉnh đoàn, Hội đồng nội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức hội thi chỉ huy đội giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2017-2018. Trước đó, trong tháng 4 và tháng 5, Hội đồng đội các huyện, thành thị, sôi nổi tổ chức hội thi cấp huyện, toàn tỉnh lựa chọn 21 chỉ huy đội xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng hoạt động đội, tạo điều kiện để các em tìm hiểu, củng cố kiến thức, trau dồi nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng công tác đội, thể hiện bản lĩnh và khả năng ứng xử, điều hành của người chỉ huy đội. Là dịp biểu dương lực lượng, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức đội và đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đồng thời đây cũng là dịp để các cấp, ngành và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đây cũng là dịp để đội ngũ chỉ huy đội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và thể hiện kỹ năng phương pháp quản lý, tổ chức thực hiện phong trào hoạt động đội. Trải qua 3 phần thi, chỉ huy đội hiểu biết, chỉ huy đội tài năng và chỉ huy đội tự tin, kết thúc cuộc thi cấp tỉnh, ban tổ chức đã trao 15 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất cho các thí sinh. Lựa chọn những thí sinh xuất sắc cấp tỉnh tham gia hội thi toàn quốc vào tháng 7 năm 2018. Các cơ sở đoàn sôi nổi tổ chức hoạt động kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018 và ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2018. Phát huy vai trò xung kích đi đầu của đoàn viên thanh niên Tân Kỳ trong việc bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, sáng ngày 10 tháng 5, huyện đoàn Tân Kỳ phối hợp với Hạt Kiểm Lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, cùng cán bộ và nhân dân 611 tổ chức ra quân phát đường băng cản lửa ở khu vực tiếp giáp danh này. Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, sau một buổi sáng ra quân, tuổi trẻ địa phương đã phát quang được hơn 1 km đường băng cản lửa với chiều rộng 11 mét. Nhân lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2018, Hội đồng đội huyện Diễn Châu, Hội đồng đội thành phố Vinh đã tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm và tuyên dương thiếu nhi làm theo lời Bác. Chương trình đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong 77 năm qua, được xem màn truyền thống tái hiện các anh hùng dân tộc nhỏ tuổi như Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, ca múa hát đồng diễn tập thể, tuyên dương, trao thưởng các đội viên tiêu biểu. Cũng trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 5, Hội đồng đội các cấp cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2018, vào ngày 13 tháng 5 tại thành phố Vinh, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp Nghệ An đã tổ chức Ngày hội Thanh niên trong khối. Ngày hội đã thu hút được 1.000 đoàn viên thanh niên đến từ 83 cơ sở đoàn trực thuộc tham gia nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa như các trò chơi sáng tạo, nhanh, khỏe, khéo léo, cắm trại,
gắn với trưng bày các gian hàng sáng tạo thanh niên, giới thiệu các hoạt động và sản phẩm kinh doanh của các đơn vị. Giải bóng chuyền giao hữu, hội thi tiếng hát karaoke thanh niên năm 2018. Ngày hội đã tạo ra một sân chơi sôi nổi, vun đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, từ đó hăng say thi đua lao động, sản xuất trong đoàn viên thanh niên, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Dịp này, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh cũng đã kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ và trao tặng 15 suất quà với tổng trị giá 7,5 triệu đồng cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị trực thuộc. Sáng ngày 15 tháng 5, Ban Thường vụ huyện Đoàn phối hợp với Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình huyện Nghĩa Đàn tổ chức hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên dưới hình thức hội thi rung chuông vàng tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Lợi Lạc. Thông qua nội dung tuyên truyền, giúp các em có được những kiến thức cơ bản về tuổi vị thành niên, tình bạn khác giới và tình yêu, sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, những kiến thức cơ bản, hiểu biết về sự phát triển tâm sinh lý, độ tuổi dậy thì, tình bạn cũng như những kỹ năng sống để các em tự tin, vững bước vào cuộc sống. Với chủ đề phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em, Hội đồng đội huyện Quỳ Châu đã chọn là chủ điểm của hội thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi. Trải qua 60 phút thi đấu, các nhóm thí sinh đã cho ra những bức tranh đẹp, sáng tạo, mang nhiều ý nghĩa tuyên truyền, cổ động nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của các tầng lớp trong xã hội trong việc phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em, thể hiện tâm tư, nguyện vọng và tiếng nói của thiếu nhi về một môi trường sống lành mạnh, an toàn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm tranh. Cùng ngày, Hội đồng đội huyện đã tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tặng 5 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Trước thực trạng đuối nước ở trẻ em đang diễn ra đáng mức báo động và trở thành vấn đề nóng được dư luận quan tâm, các cấp bộ đoàn hội trong toàn tỉnh đã thực hiện công tác tuyên truyền chống đuối nước hè năm 2018. Nghệ An là địa phương có tuyến đường thủy nội địa lớn với 13 con sông lớn nhỏ, tổng chiều dài trên 1.000 km. Có bờ biển dài 82 km với 6 cửa lạch nối ra biển, hệ thống kênh, ao, hồ nhiều nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về tai nạn đuối nước, đặc biệt đối với trẻ em. Trước thực trạng đuối nước ở trẻ em đang diễn ra đáng mức báo động và trở thành vấn đề nóng được dư luận quan tâm, đặc biệt là vào dịp hè, khi các bạn học sinh, sinh viên được nghỉ học, các cấp bộ đoàn hội trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh, thầy cô giáo và các em được giới thiệu, hướng dẫn một số kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn, thương tích ở trẻ em, như một số biện pháp phòng tránh té ngã, bỏng, tai nạn giao thông cho trẻ em, phòng tránh tai nạn do vật sắc nhọn gây ra, phòng tránh ngạt, tắc đường thở, tai nạn đuối nước ở trẻ em, đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội, tổ chức gắn biển cảnh báo tại những nơi có sông, suối, vực sâu nguy hiểm, quan tâm tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích, thiết thực cho thanh thiếu nhi trên địa bàn cư dân trong dịp hè, góp phần quản lý, giáo dục và giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc xảy ra, khuyến khích các đơn vị có đủ điều kiện đảm bảo an toàn về trang thiết bị, cơ sở vật chất, lực lượng giảng dạy có thể tổ chức các lớp học bơi cho thanh thiếu nhi. Hãy cùng các cấp bộ đoàn, hội sóng lên hồi chuông cảnh tỉnh để giúp các em thiếu nhi có một mùa hè an toàn, lành mạnh và bổ ích. Bản tin Tuổi Trẻ Nghệ An đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, quý vị vui lòng truy cập vào địa chỉ website www.tinhđoannghean.vn hoặc địa chỉ Facebook Tỉnh Đoàn Nghệ An. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinh Media đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.